Chào các bạn, trong video này thì gửi đến bạn một câu được trích trong đề thi vào lớp 10 chuyên hóa của Quảng Ngãi năm học 2017-2018. Đề như sau. Cho polymer thiên nhiên R, polymer thiên nhiên thường chúng ta gặp là xenozơ và tinh bột, vào nước nóng tạo thành dung dịch keo. Như vậy đây nhiều khả năng đó là tinh bột. Nhờ tiếp và giọt azot vào dung dịch keo thì thấy không có hiện tượng gì, nhưng sau một thời gian để lại xuất hiện màu xanh. Từ R hãy thực hiện giải chuyển hóa sau. Như vậy ở đây chắc chắn R chúng ta là tinh bột rồi. C6H10 O5 tất cả N lần. Chúng ta có triết lý là bột thì sẽ đến đường. Đường đây là C6H12O6 bột đường rượu CH3CH2OH. Và đây là giảm ăn. Bột đường rượu giấm mấy te hợp lý luôn. Rồi như vậy chúng ta đã xác định xong RABC rồi, ghi phương trình nữa thôi. Đây có ba bốn phương trình, 1 2 3 4. Phương trình đầu tiên C6H10O5 tất cả N lần, thực hiện thủy phân trong môi trường axit, cái đó nó tạo thành C6H12O6 là glucose. Đây là R, đây là A. Từ glucose C6H12O6 chúng ta thực hiện phản ứng lên men rượu. Nhiệt độ lên men rượu là từ 30 cho đến 32 độ C. Để tạo thành C2H5OH cộng CO2. Đây là A, còn đây là B. Từ B chúng ta điều chế ra C. Chúng ta ghi rõ như thế này cho nó dễ hiểu. Chúng ta sẽ tác dụng oxy. Xúc tác ở đây chúng ta là lấy men giấm. Tạo thành CH3COOH cộng cho H2O. 4. Đây là A. Đây là B. Đây là C. Từ CH3COOH em sẽ đi tác dụng với rượu ethylic C2H5OH. Phân đi hai chiều. Số tác đây mình dùng là H2F4 đặc. Và nhiệt độ đây chúng ta dùng là đun nóng. Phân phân hai chiều nha. Cái đó nó tạo thành CH3COO C2H5 cộng H2O. Đây là C và đây là ethyl acetate. Hai câu này theo đánh giá của thầy thì đây là một câu hỏi dễ, không khó. Bảo chốt là bạn phải hiểu được cái thông tin đầu tiên, và chúng ta dùng triết lý là bột đường rượu cho giấm, hoặc là bột đường rượu giấm ST nha, là sẽ xong.